Tôi muốn được toàn quyền giám sát mọi hoạt động của anh Huy. Thật quá đáng. Nếu cậu có mưu đồ gì thì hãy đào sâu và chôn chặt nó đi. Không thì sẽ có kết cục rất tệ đó. Mít Deli ủ mát chuẩn Âu, tươi ngon mềm mọng. Có người mang ma túy tới bữa tiệc. Công an sắp đến truy quét. Cậu phải lập tức rời khỏi đây. Cô Bảo Ngọc đã xử lý với bên truyền thông rất tốt, nên chuyện không hay tối qua may mắn là không bị lan truyền ra ngoài. Cậu cũng làm rất tốt, biết trước kế hoạch hành động của công an, tránh cho Minh Huy gặp rắc rối. Nhưng mà tôi nghĩ trong chuyện này có ai đó cố tình sắp đặt để gây hại anh Huy. À không, mục tiêu gây hại không phải là cá nhân của anh ấy, mà có thể là khách sạn, hoặc cao hơn là tập đoàn và chú. Đừng làm nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Vừa mới có rất nhiều tin đồn không hay về sức khỏe của chú, và bây giờ lại xảy ra chuyện của anh Huy. Anh không thấy lạ sao? Người đứng đầu tập đoàn và người kế thừa cùng bị tấn công một lúc. Tôi đánh giá đây là một vấn đề thật sự nghiêm trọng. Cậu có đề xuất gì? Trước mắt tôi muốn được toàn quyền giám sát mọi hoạt động của anh Huy. Thật quá đáng. Đã có kế hoạch cụ thể chưa? Dạ, mọi chuyện tôi đã chuẩn bị xong. Bàn bạc với Minh Huy đi. Nói với nó, tôi muốn nó hợp tác chặt chẽ với cậu. Dạ. Nếu cậu có mưu đồ gì thì hãy đào sâu và chôn chặt nó đi. Không thì sẽ có kết cục rất tệ đó. Cậu Huy sắp về rồi. Đợi ở đây đi. Anh biết kẻ đó có ý đồ không tốt với Huy, sao vẫn để nó? Con mồi càng mạnh càng thử thách bản lĩnh thợ săn. Nhưng chắc vẫn cần một chút hỗ trợ cho an toàn. Yên tâm, Lâm nó vẫn theo sát. Mít Deli ủ mát chuẩn Âu, tươi ngon mềm mọng. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên Vion.